theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Một xe và các thành viên của VPP, nhưng ui tôi xong rồi, VPP lại đâm thẳng vào căn nhà của bên phía team Liquid. Lần này thì Liquid sẽ xử lý như thế nào? Nhưng đây chết lại là người hạ của việc Spiro. Ba Tulin đẩy vào và MC nó phải nằm xuống. Tiếp tục là cái tên ba Tulin một lần nữa, không thể đi được. Và team Liquid có thể dùng đến hai người trong tình huống này. Jim vẫn chưa bắt đi được một ai cả, nhưng ba Tulin cuối cùng nó bị hạ của bị Ibiza. Ngay đằng sau vị trí của Jim có người, nhưng Jim sẽ xử lý như thế nào đây? Và đó là bắn tốt từ vị trí của Jim. Phản ứng có thể nói rằng cực kỳ nhanh chóng. Vitus Pro chỉ còn lại một mình vị trí của Lu mà thôi. Và team Liquid khả năng cao là họ vẫn sẽ có thể clear được Vitus Pro trong tiếng này, nhưng ít nhất thì họ cũng đã mất đi cái tên Ibiza rồi. Vâng, châu bò đánh nhau quá diều no bụng, mà ông ta có thể thấy rằng là đây chết game mình họ đã tận dụng cho mình lợi thế mà phải có firm đi một vài mạng khu vực này. Và như vậy là đội các thành viên team Vitus Pro họ dừng lại với thứ 16 trong game thiếu này. Và tiếp theo ở đây chúng ta có team T1. Chính xác, và bây giờ thì Turtle bất ngờ nó phải nằm xuống ở MC Divide. Thôi xong rồi, mất đi hai người. JN và cả người đội mình đang gặp khó nha, khi đây là sự bao quanh của thành viên bên Zenith. Hơi khó cho LG Divide rồi, 5 kill thì hiện tại dành cho Zenith rồi. Twistar là người mang về cho mình được 3 mạng. Levit và vị trí của JN phải trốn dưới khu vực căn hầm. Tiếp tục là một quả nết nữa, nhưng lần này nó không đủ độ chính xác đấy, nhưng Pio. Nhưng M200 có vẻ như cũng đã lộ rồi, Pio đang đẩy lên. Nhìn đến những quả smoke được trả ra và gần như là lệ ông tôi ở bụi này. M200 nằm xuống và TN3 Esports cũng dừng lại ở top 13. Nhưng TSG đang đón đầu các thành viên của bên phía team LG Divide. Volibear làm gì đây? Blue Zone đang thu vào rồi. Volibear bắt đầu sấy. Trên xe có đến tận hai người và cả hai đều phải nằm xuống dưới tay của Volibear luôn. Một pha sấy cực kỳ gắt và tiếp tục đến Levit. Nhìn đến tầm gương những đồng đội của mình tiếp tục chạy rồi. Ở đây có địch, nhưng vấn đề là chỗ nào bây giờ có địch? Levit ơi, đâu về đâu đây, chỉ là con xe bớt kề và con xe này không có một sự an toàn nhất định. Levit tiếp tục để nhận như là sát thương được trả vào đến từ Fate Clan, không biết đi đâu về đâu cả, quá khó cho LG và vật đấy là một cái top thứ 12 cho đại diện đến từ khu vực Việt Nam trong trận đấu này. Nhưng khoảng thời gian delay của vòng bo chỉ còn lại 15 mà thôi, và bây giờ thì các thành viên của bên Navi có vẻ như họ sẽ không buông tha cho Zenith đâu. Tiếp tục giờ táp tông vào đường lót thì Senia đã phải nằm xuống rồi. Punes chẳng cũng được giờ táp, lợi thế đang đổi chiều. Ôi, thì tiếp tục Besto cũng đã bị hạ gục bởi Genji. Đội tuyển thứ ba đã xuất hiện, và bây giờ thì các thành viên bên phía Navi Orange làm hết. Nhưng vấn đề Navi cũng sẽ xử lý như thế nào đây, thì Genji cũng sẽ không buông tha cho Navi đâu, y như cách mà Navi không buông tha cho Zenith. Vâng, thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ Genji, và bây giờ họ đẩy sang Orange là người bị bắt lại. Vẫn chưa có một các máu nào phải xuống đến từ vị trí của Orange cả. Như vậy thì Genji họ đã tạo cơ hội cho player này để có thể mà sinh tồn sâu hơn full set zone. Ai tanh vừa rồi đã phải nằm xuống. TSG và các thành viên bên phía team Multicircle Gaming họ đang có tiêu giao tranh ở đâu đó trên bản đồ. Amsia và cả BenzyMGM đều có mạng. Như vậy thì thành viên cuối cùng của Navi Orange vẫn đang cố gắng bám trụ cho mình ở một cái mỏm đồi nhỏ nhỏ của Multicircle Gaming, tan lụi hoàn toàn trước đội hình các thành viên bên phía TSG và top 10 dành cho đại diện đứng vượt Trung Quốc ở trong game điều này. Nào, Blue Zone thu vào rồi, Orange sẽ đi đâu đây? Nhưng quay trở lại với cả Genji và cả các thành viên bên phía, chính xác là Face Clan và cả team Liquid. Mà xây bắt được một khoảng tham minh rồi, nhưng SG lại cũng được clip và tiếp tục thì mà xây đổi được thêm một mạng nữa. Gạt giò cực kỳ nhanh đến vị trí của Mersey. Team Liquid chỉ còn lại một người thôi, và Face Clan cũng vậy. Nhưng ui, lại thêm một cái tên thứ ba đã xuất hiện, và các thành viên bên phía team Liquid bị đâm đằng sau lưng đến từ vị trí của Shandian. Họ đang níu vớt lại những cái hy vọng cuối cùng dành cho mình, nhưng thật sự gần như nó là không có. Và Face Clan ngay lập tức bị clear đến từ vị trí của IAMCA và vòng bo tiếp theo. Wow, như vậy là cái căn nhà của Shoot to Kill nó vẫn đang nằm trong bo này. Afkarfik lộ vị trí rồi, một cái hõm mà chúng tôi đã đánh giá không quá cao cho cái hõm họ lựa chọn trước đó. Một cái hõm không quá an toàn và bị focus đến các team khác là cực kỳ nhiều. Bao quanh Afrikarfik chúng ta có team Oath, có cả các thành viên bên TSG của Gaira vào vòng bò tiếp theo. Đó là vòng bò trung lập, và bất ngờ Afrikarfik không phải di chuyển quá nhiều nhưng cái khu vực của họ đang bị đe dọa nhỉ. Như vậy thì các thành viên của bên phía team Shoot to Kill bây giờ họ sẽ có cơ hội để có thể di chuyển vào trong bò. Genji, cái tường bao của họ bây giờ cũng đang trở nên khá là ổn, nhưng vấn đề họ cần phải cẩn thận phía sau lưng của mình. Và quả nết. Genji Ezer đang cố gắng lấy cho mình khu vực ARA để nắm bắt đuổi các thành viên bên đây chết, nhưng tiếp tục là Amcia nằm trong tầm ngắm rồi. Chúng ta cùng chờ đợi thêm Ezer nằm xuống mét đó, lên tiếng tap tốt đến từ Amcia. Trong khi đó bên phía team Shoot to Kill, ui hỏa thiêu, hỏa thiêu. Cái gì thế này, và căn tròi trở thành hỏa diễm sơn rồi khi A Lao có hai quả lửa cực kỳ chính xác. Ui, player cuối cùng gặp khó. Đây là một tình huống 1v4 nha, những người đồng hương dương nhựa sẽ không tha cho vị trí của Betaton. Không có cơ hội dành cho vị trí của Penta đâu, chạy gì đâu trong tình huống này đây. Và thêm một quả nết nữa được dã sang để kết thúc đi được số phận của các thành viên Shoot to Kill, trong đó Triumph Van Song vẫn đang liên tiếp táp vào những đại diện ở khu vực Bắc Mỹ. Đây sẽ là khoảng thời gian mà các thành viên bên phía Genji cố gắng chiếm những cái vị trí đẹp nhất ở trong tâm bò vòng phase thứ 9 rồi. Ai sẽ là người giành chiến thắng? Nhưng IMCA một phút thoáng
đội hình các thành viên BPT Ot khu vực lâu round này họ thi đấu khó rồi, còn Genji bây giờ đang cố gắng cười trừ rồi. Wow, như vậy là các thành viên BPT Ot họ đang cực kỳ chật vật trước đội hình của Triumph Fanzone Gaming. Mặc cho đây là một tiếng 4v2 và thêm một quả nét được trả ra từ IMCA. Quá nhiều những cái áp lực được gây nên dành cho các thành viên của bên Việt Team Ôn. Triumph Fanzone Gaming đang thể một phong độ cực kỳ tuyệt vời. Blue Zone đang dần thu vào rồi. Những quả smoke này liệu có thể cứu nguy cho các thành viên bên Việt Team Ôn hay không đây? Vẫn đang cố gắng cắn ban nết. Nhưng giờ thì có thêm nết, thêm lửa để trả ra cái lượng đồ các thành viên bên Việt TSC, đó là Photon. IMCA đẩy lên, Belfort nằm xuống rồi. Tiếp tục là IMCA một lần nữa và Ôn chỉ còn là một mình với chỉ còn Relo thôi. Pio cũng đã xuất hiện và bây giờ thì các thành viên bên Ôn bất ngờ dừng lại top 3 và chắc chắn top 1 sẽ thuộc về Genji mà thôi. Một cái đôi một cung Ara mà không player nào dám đẩy cả, và đấy là một cái cơ sở cho Genji họ có thể đạt cho mình cái top 1 trong trận đấu vừa rồi. Và nếu như Team Ot với cả bốn người họ không xử lý nhanh được các thành viên bên TSG